Rất nhiều người muốn có thu nhập 50 triệu một tháng, nhưng họ chỉ làm việc với năng suất của một người 5 triệu một tháng. Họ muốn kiếm được nhiều tiền, có được thu nhập đáng mơ ước, nhưng họ lại không sẵn sàng trả giá cho điều đó. Họ không sẵn sàng làm việc nhiều hơn người khác. Họ không sẵn sàng rời công ty muộn hơn người khác, đến công ty sớm hơn người khác. Kim cương và than đá chỉ khác nhau ở cách tạo ra nó. Than đá nếu có áp lực thì sẽ trở thành kim cương. Nếu không có áp lực thì sẽ chỉ trở thành một đống tro tàn mà thôi. Trong tiếng Anh ấy, cái từ ordinary ấy có nghĩa là bình thường. Nhưng nó chỉ cần thêm chữ extra là extraordinary sẽ trở thành phi thường. Sự khác biệt của một người bình thường và một người phi thường chỉ khác nhau ở cái chữ extra mà thôi. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần cố gắng hơn một chút, làm việc nhiều hơn một chút, mỗi ngày kỷ luật hơn một chút, đến sớm công ty hơn một chút, chịu ra ngoài thị trường tìm hiểu hơn một chút, về muộn hơn một chút, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công.